Tôi cũng Huy Đồng xin được kính chào tất cả anh chị. Xin giới thiệu với anh chị vào tác phẩm một bình phú quý. Bình phú quý gỗ hương và nằm dưới một gốc cây mai cổ thụ siêu to khổng lồ. Tất cả là bình phú quý và cây mai và gốc mai nằm liền với nhau anh chị nhá. Đây một tác phẩm cầm đất xin là nặng gỗ, một tác phẩm lớn. Cây mai phun xuê hoa trái ở đây, một cây mai lớn anh chị nhá. Với chiều ngang của tác phẩm là 98. Quen cao 98 chị em nói nhờ. Cao 98 và ngang là 68. Vâng, cao 98 ngang 68 và chiều sâu của tác phẩm là 50. Một chậu mai khổng lồ luôn. Trông cái dáng thế, cái thân chính rất bonsai của thu anh chị nhá. Bình mai khá đẹp. Mình đại học với anh chị nào có không nhờ ra khoảng cách tương đối lớn. Chỉ một bình mai đẹp thì được đục rất kỹ rồi. Chim chóc và chim muông. Chim muông cánh hoa mai. Mai rất sung xuê luôn ạ. Sung xuê hoa. Sung xuê hoa lụ. Và cái quả bình đây. Quả bình này là bo bằng gỗ hương anh chị nhá. Bình phú quý bên trên này là đựng là bên trong là đựng đầy tiền vàng đấy. Ngoài cái này cả bên trên nữa, cái chất gỗ này đẹp tuyệt vời rồi. Chất gỗ hương già anh chị nhé. Cái vân rất đẹp. Cái này gốc cây mai cổ thụ đấy. Và gốc mai cổ thụ luôn. Trên những cái cành lá xum xuê, cái cũng rất đẹp luôn. Một tác phẩm bình phú quý hương mai này với chiều cao là 98, nhân nó giới thiệu chiều cao 98, ngang là 68 và sâu là 30 chị nhá. Được đục tứ diện luôn, đục tứ diện luôn. Và anh chị nào duyên muốn sở hữu một tác phẩm một chậu mai thế này to đẹp thế này, hãy liên hệ với Thợ Gỗ Sử Nguyên Hồng, điện thoại 0987336318 để biết rõ thông tin chi tiết về sản phẩm, giá thành trực tiếp từ mỗi sườn hầu. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở những cái tác phẩm tiếp theo. Anh chị nào chưa đăng ký subscribe kênh YouTube của Từ Gỗ Sườn Hầu, hãy nhấn đăng ký subscribe để nhận được xem những cái video về sản phẩm bên Từ Gỗ Sườn Hầu làm ra hàng ngày. Xin cảm ơn anh chị đã theo dõi.